Đến video tiếp theo chia sẻ vườn cảnh nhà ông Đinh Văn Hồng, thành viên câu lạc bộ Dục Thúy Sơn, Ninh Bình. Chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm Khế. Đúng đúng đúng, bonsai mà những cây kỹ và trau chuốt và nhiều chủng loại. Tôi thấy nhà ông là đặc biệt đấy. Này là gốc quay, gốc cây găng. Vâng, tôi thấy nhà ông là đặc biệt. Chúng ta cũng phải công nhận là đối với những cây bonsai nhiều chủng loại và cây kỹ, cây già cây ở vườn cảnh Đinh Văn Hồng là xứng đáng chúng ta lựa chọn. Cây găng. Với cái tay anh chưa cắt kia là anh muốn đang chờ để một thời gian để cho cái phần thân ở chỗ sắt tiếp xúc, vâng, ở vị trí này để nó đầy đặn hơn. Đó. Chứ còn khi cắt đi thì chỉ có vài giây là xong. Hy vọng là một thời gian nữa khi cái cổ chỗ đó nó đầy đặn hơn thì là anh Hồng sẽ xử lý. Và đến đây chúng ta gặp một tác phẩm đề. Đây là một cây đề trắng. Tiếp theo Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn một tác phẩm Sam dáng thác đổ. Bên cạnh đó là một gốc đào tiên. Và đây là một tác phẩm xanh. Đây là một cây xanh, dòng xanh Nam Điền. Một bệ xanh ôm đá, anh Hồng đã tạo thác tương đối nhiều năm rồi.
quay vậy nhìn thấy chết tươi luôn nha. Sao cái cây xanh này thân nó cứ đen chuỗi vậy nhỉ? Ừ, sao thân nó cứ đen xỉ nhỉ? Già. Vâng. Và đến đây ta thấy có một tác phẩm xanh tràn trậu lại trên một cái bệ đá. Và cây này thân cũng đen xỉ, hai cây cạnh nhau. Đó là những cây dòng xanh quê. Một tác phẩm xanh trực quyền. Anh Hồng đã làm tán của tác phẩm xanh trực quyền này rất là cân đai.
Và ở góc vườn này là một số những tác phẩm xanh bám đá. Anh đang tạo tác một tác phẩm xanh bám đá rất là đẹp với cái dáng trực huyền trên một mỏm đá để buông rễ xuống, ôm chặt xuyên khe các kẽ của viên đá. Với những tác phẩm xanh ôm đá tầm trung, vườn nhà anh Hồng cũng rất nhiều. Chúng ta chỉ có đưa những hình ảnh, những tác phẩm là tương đối gọn gọn. Còn cái diện cây mà đang tạo tác thì tương đối nhiều. Cây này á? Cây này nó không già nhưng mà phải gọi là cũ. Mốc ra nó như thế này, cây nó đanh khô. Còn xanh mà bánh tẻ non cái biết ngay. Cây này anh cứ nuôi bệ tay bông hoàn chỉnh đi, làm quả phúc và cái tay ba tay tư hoàn thiện nữa đi, là cây này cái form cây rất đẹp đấy chứ, bởi vì nó côn thân và cái chiều cao nó là vừa phải, nó khiêm tốn chứ nó không vống lên. Và tôi đã chia sẻ với các bạn một số tác phẩm xanh ôm đá, nói chung là tuổi đời tương đối cao ở tất cả những tác phẩm như thế này. Và những tác phẩm bonsai mini ở trên khuôn viên vườn cảnh khu gia đình ở của anh Đinh Văn Hồng, thành viên câu lạc bộ Dục Thúy Sơn Ninh Bình. Đỗ Sinh xin dừng hình video tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Hương Sắc Đô Sinh. Xin chào và hẹn gặp lại.